Xin chào toàn thể các bác. Và hiện tại thì em đang đứng ở đài phát thanh và truyền hình thành phố Thanh Hóa, nơi diễn ra và tổ chức chương trình Bờ Rồ Sao Thanh Hóa. Và ngay lúc này thì các cái phần gian hàng ở bên tay phải của em thì đang được đưa lên rồi. Và phần live array thì các đơn vị đã lên được đâu đấy khoảng 9 dàn rồi các bác nhá, 9 dàn live array rồi. Ở phía xa xa kia bên này sẽ còn một cái gian hàng nữa. Thì trong ngày hôm nay thì chắc chắn là sẽ hoàn tất toàn bộ các cái hạng mục. Chính vì vậy thì nếu các bác ở gần hoặc ở trong thành phố Thanh Hóa hoặc là ở lân cận thành phố Thanh Hóa thì đến đây để ủng hộ ban tổ chức và xem tham quan chương trình Bờ Rồ Sao Thanh Hóa. Và tất cả mọi hoạt động đều đang diễn ra bình thường các bác nhá. Đấy, và hẹn gặp lại các bác ở chương trình Bờ Rồ Sao Thanh Hóa vào ngày mai là ngày mùng 10 và ngày kia là ngày 11, hai ngày chính các bác nhá. Hẹn gặp lại các bác.